Chúng ta bóp vào này,
chúng ta bóp vào chúng ta kéo đi nhé, kéo sang hướng ngược của chúng ta như thế này. Đây không phải kéo sang bên này mà là kéo sang hướng ngược thế này, đây. Kéo như này nhé, bóp này, kéo xuống đây thì là có nghĩa là đối phương đã rơi vào cánh tay của chúng ta rồi. Rồi chúng ta nhanh tay, chúng ta bám vào đây và chúng ta siết vào đó, siết ngửa ra xong đó. Đó, đây là cái cách xử lý rất là đơn giản. Thế bây giờ mình nâng cao lên một tí, nâng cao lên, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Và bị đối phương tóm cổ tay này, tóm cổ tay đi, thì các bạn chú ý này, mình làm này, đây, đây nhá, đây này, tóm này, mình đưa cái tay, bàn tay của mình đưa gần sát cái phần cổ tay của đối phương, đưa sát như này, sau đó là đánh cùi chỏ ra lại nhá. Khi chúng ta đưa sát thế này thì nó sẽ dễ dàng xác định cho chúng ta cái điểm chúng ta đánh hơn là cái việc là chúng ta đang để thế này là chúng ta đánh này đủ chưa rồi chết mẹ luôn đấy, ví dụ thế. Đưa đây nhé, chúng ta để này, đây này, mình đánh rất là dễ, sau đó này cái tay này của chúng ta này có thể lật xuống dưới và vào đây đó, hoặc là chúng ta ngửa lên, chúng ta vỗ vào đây đấy, lại nhá, lên này, hất này và ốp. Chúng ta cần phải làm thật nhanh cái động tác này sau khi chúng ta đánh bụng ra, tại vì là nó không phải là đánh như này rồi đánh chậm như này, bởi vì cái tay của đối phương ấy sẽ đánh vào đây rất là nhanh, cái tay đối phương còn một tay nhá. Thế thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này, đây nắm này, lên này, đánh này, ốp này, đấy, đấy là cái đơn giản. Sau đó đẩy lại, đẩy đối phương ra và chúng ta có thể là có con dao găm dắt ở hông của chúng ta ra thủ như này và vào thế thủ, giải thoát được cái nguy hiểm trước mắt đã, mà có dao luôn, chúng ta thủ luôn đấy, ví dụ là như vậy. Hoặc là chúng ta có thể chạy thoát thân nếu muốn. Nhưng mà bây giờ mình muốn là truyền đến các bạn nâng cao cái kỹ năng chiến đấu lên, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái đòn đánh từ cái việc mà chúng ta giải thoát, đây giải thoát như thế này đây nhá. Còn mà bước đầu tiên này, không phải để đây mà chúng ta đánh được, chúng ta cần phải có cái sự nghịch lực nhau. Chúng ta kéo như này này, tay lên đây đúng không, chúng ta kéo sang đây đồng thời đây, nó nghịch nhau này đó nghịch nhau, chứ không phải để đây mà đánh vung ra thì nó sẽ hơi khó khăn. Chúng ta kéo ra đây đánh này, tay này này chúng ta có thể nắm lên thế này, đánh vào đây đó, tiếp tục này, tay đang ở trên này đúng không, tay này này luôn vào đây, luôn vào đằng sau này, rất dễ. Chúng ta lên gối này, lên gối dìm này, tay xoay này, dìm đầu xuống này, dìm đầu xuống và chúng ta đè tay, đè cái đầu gối lên xuống mà vít ngửa này, vít ngửa xuống như này đó, lại nhá. Đối với động tác này mình sẽ làm cái hướng ngược lại cho các bạn xem. Đây cầm tay này, kéo vào đây này, đánh bung ra này, bung một phát này, thấy chưa, đưa tay xỏ vào đây, ép vào gần người nhá, để xa như này, quay ngược lên đấy, đây lên mũi này, lên mũi này, xoay đầu này, tay này xoay đầu nó dìm xuống này. Đúng rồi. Đấy, ra như này là chúng ta được ở đây rồi, chúng ta ép bẻ ngược khớp như này luôn, ok đó. Tiếp theo như sau, khi mà đối phương tống tay giật đi đấy, giật đi đây, chúng ta cũng kéo mình về thế này, đánh một phát lên luôn này đó, cũng xỏ lên này, lên gối này, xoay đây, để đối phương ở phía ngoài này, tay đang ở đây đúng không, chúng ta lấy cánh tay chúng ta ép vào như này, ép gập vừa cánh tay lên ngược nhé, đây xoay sang đây như sau, bắt tay đánh này, mắt này, ốp này, lên này, xoay này, đấy, ép xuống đây đấy, chúng ta có thể lên gối cho đối phương bị đau rồi chúng ta ép xuống. Quan trọng lúc này này, chân nhìn xuống này, cánh tay đây này, chúng ta ép vào nhé, ép cái khớp khỉu, ép ngược quanh ra đó, ép ngược vào như này, mạnh là đi luôn cái khớp này đó. Máy quay có thể vào gần để mà quay kỹ những cái động tác này, đây như sau, chúng ta bị tóm tay này, quay kỹ tay này, chúng ta đấy đang bị thổi tay nhé, chúng ta kéo sang đây, đây kéo mắt cánh này và phát thẳng cái này, xuyên ra đây, lên xoay đầu này, xoay đầu qua đây này, đấy
và chúng ta ép vào như này, ghi xuống ép vào. Ok, lên. Ok, tiếp theo và mình quay tổng quát nhá. Tiếp theo này, thế thì chúng ta tiếp tục với cái kỹ thuật đó, đó là bóng tay. Đấy, chúng ta sử dụng tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng đến cả chân, ngoài tay sử dụng đến chân. Chúng ta đánh này, kéo cái này về đây này, kéo đánh ra này, thuốc ra này đối phương, tức là mình đánh lại này, đánh ngược lại luôn, thấy chưa? Đấy, lại này, này cầm tay này, đấy là mình mới đánh tập ngược thôi nhé. Đánh cao lên nữa là lên đến mặt luôn, tại vì mình chỉ cần nghiêng người là cái này lên đến mặt luôn này. Đây, sang bên này mình hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn này. Đây, bóng tay, kéo này, đánh này, sang bên này này, thấy chưa? Nghiêng người này, người nghiêng sang bên này nhé, nghiêng bên này, chân chỉ cần hất ngược lên, đánh qua đây, đây, phả ngược lên qua đây, đó, này, lại nhé, nào, ok, bóng này, pop, đó, ốp luôn, đấy là thứ nhất. Tiếp theo này sử dụng cái chân. Tiếp theo này khi chúng ta bị tóm này, đấy, đánh này, luôn luôn nhớ nhé, mình quay nhiều những cái tình huống này là để cho các bạn thoát ra nhanh nhất bằng cái động tác đầu tiên, đó là kéo đánh ra. Tiếp theo cái tay này ra thật nhanh này. Ô, đây là mình đang hướng dẫn nên mình sử dụng cái phần này thôi nha, mình vỗ lên nghe nó có tiếng. Còn đúng ra ấy, các bạn chặt bằng cạnh này hoặc các bạn nắm vào chặt bằng cả cái đoạn này vào cổ là tròn ván luôn này, chặt vào hoặc là chặt thế này nhá, làm lại pop này, pop này, phan một phát nữa vào đây và một phát nữa, đó, quay sang bên này. Đấy, nó chỉ là đánh diễn thôi nhưng mà các bạn nhìn thấy cổ của anh Tiến rất là đỏ rồi đấy. Lại nhá, nào, bóng này đúng không, kéo này, pop này, đây này, đó, sút cho phát nó luôn. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau này. Khi mà chúng ta bị đón tay, chúng ta đánh ra rồi, khả năng cao cái tay kia sẽ đấm chúng ta gạt lên. Chúng ta cần phải chú ý này, một là các bạn ra đòn luôn, hai trong lúc ra đòn nhé thì phải ý là cái cú đấm kia nó có lên hay không. Làm lại nhá, này, đây này, pop này, pop, đấy, có ra, có đấm là chúng ta không, có chúng ta gạt rồi, tay đối phương ra cú đấm nữa, chúng ta né này, gạt sang đây này, kéo lại mà, pop, thấy chưa? Đấy, hoặc là chúng ta có thể là, pop, đấy, đánh luôn, đấy, cần phải tỉnh trong cái tình huống này, trong cái động tác này, đó là cái rủi ro khi chúng ta đánh rồi đánh lên, có thể là chúng ta sẽ bị đem ngược lại luôn. Thế thì khi đánh này, lên thì chúng ta phải để ý là tay kia đã lên chưa, mình tay này mình có nhanh hơn tay của đối phương hay không. Nếu như mà cùng lúc nào đấm tay kia vào, đấy, cùng lúc như này là cả hai cùng đều cùng ăn đỏ đúng không nào, mình phải nhìn tay nó lên rồi phải gạt ra ngay, đó chưa nào. Đó nào, chúng ta làm lại nhé, nào, nắm tay này, xoay này, đó, mình lên là mình be luôn này, tay đối phương quay tiếp một đòn tiếp theo này, gạt ra này nhá, kéo này, một phát cùi chỏ vào giữa mặt luôn. Đó, ok. Đó là cái phần video mình hướng dẫn cho các bạn giải thoát khỏi cái gọng kìm khi chúng ta bị nắm tay, có thể là lôi kéo và bị tấn công ngay lập tức, thì chúng ta cần phải xử lý nhanh nhẹn và hoạt bát những cái tình huống mà chúng ta gạt ra một cái chúng ta lên một phát luôn, và chúng ta có thể lên cối. Đó là những cái tình huống mà các bạn có thể luyện tập tại nhà cùng với bạn tập mà mình cảm thấy nó rất là thuận tiện tay chân rất là thuận. Hy vọng là các bạn có thể là tiếp thu tốt và có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip, chúc các bạn thành công.